mà tuấn dương một năm trước chắc là mình sẽ say nô no. <laughs> nhưng mà à, khi mà tuấn dương sau một năm thì mình có thể gật đầu vì à, mình đã thấy được những cái sự nỗ lực những cái sự cố gắng của người con trai này dành cho mình quan trọng là cái việc không phải là dương đã trưởng thành hay không mà còn cái việc là hai đứa rất là hợp nhau trong rất là nhiều thứ À, và những cái không hợp nhau thì đều có cái giải pháp để mà mình à, hoàn thiện ví dụ như là Lucy nói quá trời quá đất luôn nếu mà Lucy gặp cái vấn đề gì đó Lucy không ưa không thích ở Dương thì Dương sẵn sàng Dương ngồi nghe nghe hết nghe hết rồi sau đó cũng có thể là không hiểu <laughs> sau đó mình phải nói lại thêm một lần nữa mình phải nói lại thêm một lần nữa nói nhiều lần nhưng mà Dương vẫn sẵn sàng ngồi nghe và với cái thái độ rất là mong muốn hiểu cái người con gái này là cô ấy muốn truyền tải cho mình một cái điều gì để mình có thể làm làm cho cô này để cô cảm thấy là à, sống hạnh phúc ở bên cạnh mình thì cái điều đó lucy cảm thấy rất là tự tin khi mà lucy đeo chiếc nhẫn của